Đây, dây này, dây mới tinh này. Nghe mày. Dây này mới tinh luôn. Không sơ tí nào, con ruồi đậu ở đây trơn ngã vỡ đầu chấn thương sọ não luôn. Không sơ tí nào, con ruồi đậu ở đây trơn ngã vỡ đầu chấn thương sọ não luôn. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nhìn này. Bá đạo luôn này. Anh em nhỏ. Rồi được. Xe thử sức. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm trước thì chúng tôi đã lên sóng một cái bình phun phân hay là phun vôi hay là xạ phân, xạ lúa, xạ thóc. Thì trước đó lập tức bay theo bác khách ở trong Đồng Tháp rồi. Và hôm nay chúng tôi tiếp tục lại đớ được một chiếc máy bình xạ phân. Hàng này là hàng VIP luôn, hàng Nhật các bạn nhé. Và bình này là bình Mazuyama SG4015. Cái bình này thì các bạn có thể thấy được nó VIP hơn cái bình trước rất là nhiều. Về hình dáng, về thiết kế, rồi là về tình trạng con này thì gần như là mới luôn và đời cao xuất sắc luôn. Xin mời các bạn tiến đến sát với cả sản phẩm để các bạn có thể thấy được rõ hơn chi tiết của em nó như thế nào. Đẹp, kinh khủng khiếp luôn, xuất sắc. Ngay kể cả những cái phần áo nhựa, các bạn hiểu là khi mà vận hành ở những cái thời tiết ngoài trời ấy, thì những cái chi tiết áo nhựa này nó sẽ bị bạc. Còn đây là gần như là nguyên. Và ngay kể cả trong quá trình vận chuyển nó không bị vỡ, không bị móp một cái gì cả. Quá là đỉnh luôn. Chụp giật của nó có trợ lực các bạn nhá. Do cái bình này đeo ở sau lưng, các bạn luồn tay ra đằng sau các bạn giật khởi động. Vì vậy những cái chụp giật của những cái bình này thường hay có trợ lực. Đó, các bạn có thể thấy được này. Đây này là bộ e này, lọc gió này, chế hòa khí này. Mới chưa? Mới tinh tình tình luôn. Miễn chê, anh em nào mà chê thì cắt đầu tôi đi. Quá đẹp, xuất sắc. Đây này các bạn nhìn phần áo nó nhựa màu đỏ nhá. Thường những cái chi tiết này rất hay bạc này. Mới tinh luôn, SG45. Có hai quả khóa, khóa bình hai bên này các bạn này. Đấy, nó còn có quả Nhật hay nhờ, nó làm cả dây này nữa này. Dây này để làm gì mình không biết, chắc là để giữ, giữ phần ống gió, phần tai này để không bị mất. Hai phết. Rồi, các cái bình thường các bạn thấy vụ bình Volga, bình OEM Honda nó chỉ là cái chết quay nhê nhẹ này. Chết này, đừng hỏi luôn, bắt ống này. Chết chặt nick luôn, còn phun luôn. Phun luôn kể cả hệ thống ống này các bạn thấy không? Cái này là ống Nhật nhá. Cái này thì mút mùa không bao giờ bị ải. Đây, còn cả cái ống gió xịn luôn này. Chữ Nhật luôn nhá, DMK1 này. DKM, à nhầm, DMK xin lỗi, không phải DKM. Đây. Đẹp chưa? Đỉnh nhờ. Mới tinh luôn. DMK1. Con này xạ lúa xạ thóc đỉnh hỏi. Con này vẫn còn dây đeo các bạn nhá. Dây đeo à. Quay cặp này. Đấy. Xịn chưa? Đây. Ống nhựa vẫn còn đẹp luôn. Đẹp này. Đấy. Cứng nhắc. Đây các bạn thấy tem made in Japan nhá. Không lại bảo mình tem rõ. Mà cái bình này không made in Japan thì made in gì? Bình này chỉ có sản xuất ở Nhật thôi. Vì những cái mẫu bình này nó không có hàng Trung Quốc nhiều đâu các bạn ạ. Bình này thì dung tích bình chứa đây các bạn này. Dung tích bình chứa là 10 lít. Vẫn còn nguyên. Đây là các bạn mở cửa gió đây. Ở bên tay này nè. Em nhìn mở cửa gió đây. Đó. Tay ga này. Đẹp, nói chung bình rất mới. Rất mới luôn chứ không phải mới bình thường. Rất đẹp. Mình rất thích. Mình là người bán, mình nhìn cái bình này mình còn thấy đẹp. Hiếm lắm. Hiếm những cái bình nào mà nó đẹp như này lắm, hiếm cực luôn ấy. Vì bình thì các bạn phải hiểu là nó kích thước phần nhựa, áo nhựa nhiều ấy, rất là hay bị vỡ. Còn cái này nguyên si luôn, không vỡ tí nào. Đẹp. Miễn chê. Rồi anh em nổ thử cho bạn nghe nhá. Nghe thử tiếng máy nhá. Dễ nổ cực kỳ luôn ấy. Nhìn này. Bá đạo luôn này.
nhìn nhá anh em này, kéo lên thôi không phải giật, thế là nó nổ luôn anh em hiểu không? Kéo lên thôi không cần phải giật mạnh làm gì. Này, kéo lên thôi nhá. Này, bó tay luôn. Ngàn tì ấm. Ừ, kéo lên nhá. Kéo lên là nổ rồi. Đây, dây này, dây mới tinh này. Nghe mày. Dây này mới tinh luôn. Không sơ tí nào, con ruồi đậu ở đây trơn ngã vỡ đầu chấn thương sọ não luôn. Khủng khiếp. Kinh khủng luôn. Rồi, được. Xe thử sức. Ê, thổi gió thử cho anh em xem nhá. Này, chạy gan ti này. Anh em nghe gan ti à? Sướng không? Sỏi. Ê, bãi đạn luôn, tắt này. Phê không? Rồi, nếu các bạn thấy video hay, vòng like, subscribe kênh, đăng ký, bật chuông thông báo nhá. Giá của chiếc bình này là trên 3 triệu nhá. Anh em nào muốn mua thì có thể liên hệ ngay với điện máy Bình Sơn. Giá này quá rẻ rồi, không thể nào rẻ hơn rồi. Nếu các bạn tìm hiểu những cái bình Mazu trên thị trường mới bây giờ, các bạn biết ngay là bao nhiêu tiền. Tôi nhớ không nhầm thì còn tầm 13 triệu. Các bạn cứ thử tìm hiểu xem có phải không. Đây chỉ bằng số lẻ thôi. Rồi một lần nữa thì cảm ơn. Xin chào. Hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau.